đáng lẽ mình đừng có nên cương với gia đình mình để mà mình có thể đi làm nghề nó dễ chịu hơn. Con đâu có thiếu cái gì đâu, tay chân con cũng lành lặn mà, con cũng biết diễn, nhưng mà là cũng không biết diễn. Nhưng mà tại sao con không có cơ hội? Có thể là mình không phải là người được chọn trong cái việc đi diễn. Con không tâm sự với ông nội con. Ông nội mất. Ông nội mất rồi hả? Nhà con nói là ông nội chỉ nói là muốn bé Mén á nó được may mắn hơn mọi người chút xíu, nó được bình an hơn thôi. Ngọc Phước, sinh năm 1995 tại Vũng Tàu, từng là giáo viên dạy tiếng Anh, sau đó thử sức nghệ thuật với vai trò diễn viên hài và được yêu mến bởi sự duyên dáng. Dù hoạt động với tư cách diễn viên hài nhiều năm nay, nhưng Ngọc Phước được đông đảo khán giả trẻ biết đến nhiều hơn với những clip livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ngọc Phước là nữ diễn viên hài chiến thắng cuộc thi Cười Xuyên Việt năm 2020. Trước đó, cô nàng đã từng được biết đến trên mạng xã hội và dần là gương mặt quen thuộc trong series hài của các diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Lập, BB Trần, Duy Khánh. Cô luôn trau chuốt hình ảnh bản thân mỗi khi xuất hiện trước khán giả, đem đến cho người xem một Ngọc Phước đa dạng, biến tấu được nhiều vai diễn. Thưa quý vị, đó chính là cô diễn viên hài Ngọc Phước. Wow, xin chào. Dạ, anh chào. Rồi, vào đây đi. Dạ. Vào đây. Hôm nay Hoàng Ký Ức rất là vui chào đón Ngọc Phước đến với chương trình. Dạ. Nhìn cái mặt thấy ghét ghê sợ luôn, vừa mới xem trên kia luôn. Cái đoạn mà hồi nhỏ đó, nhìn cái mặt không ai nghĩ sau này trở thành diễn viên luôn á. Dạ, đen thui rồi chú. Ghê, tôi nhìn nó dơ dơ lắm. Đâu, xinh mà. Thật ra rất là đậm đà luôn á. À, tôi nhìn tôi khoái á, cái mặt rất là duyên. Bởi vì đâu phải là trắng trẻo hay là đẹp hay là gì này kia mới thành diễn viên đâu. Dạ. Có duyên là được rồi. Dạ, đúng không? Chứ. Bắt đầu là con lên thành phố Hồ Chí Minh là bao lâu rồi? Dạ, con lên hồi 2013. Mà trước đó là con cứ đi đi về về Sài Gòn với lại dưới quê á. Ừ. Dạ. Lên thành phố Hồ Chí Minh con làm gì, con đi đi về về? Dạ, lúc nhỏ là nhà ở Vũng Tàu, đẻ con ở Vũng Tàu. À. Xong rồi ba mẹ con chuyển đến Sài Gòn, cái đi theo. À. Mà ông nội nhớ quá, ông nội bắt về. Ba mẹ nhớ, ba mẹ mất lên. Xong cái lên đây học, cái hè ông nội bắt về. À. Hết hè, cái ba mẹ bắt lên. Vậy là chú Linh nghĩ rằng là cái kỷ niệm con với ông nội rất là nhiều đúng không? Dạ. Yeah. Con với ông nội là biết bao nhiêu cái tình cảm gắn bó. Yeah. Thế nên ông nội rất là yêu con, rất là thương con. Nên mong muốn là cứ Sài Gòn là kéo về Vũng Tàu, Vũng Tàu vừa bắt lên là kéo về Vũng Tàu. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh sau đây để xem con nhớ ông nội như thế nào nha. Ông nội làm gì trong làng hả? Dạ không, ông nội con là nghề chính là ông nội con điêu khắc tượng Phật. Với lại làm mấy cái mâm trái cây mà con rồng, con phượng nữa chú. Ừ. Rồi ở trong đình là ông nội làm cái là cái gì ta? Chắc con là cũng biết hội trưởng trong đình đó hả? Dạ đúng rồi, đại khái hương hội trưởng. À, là những cái lễ hội, tất cả mọi thứ là ông nội lo hết á. Dạ. Ông nội đánh trống này luôn hả? Dạ, lúc mà con còn nhỏ là có đoàn ở trong đình Thắng Tam á, là có đoàn cải lương Ngọc Khanh. Ừ. Là ông nội đánh trống chầu ở dưới, cho cái trống bự thì là bự chú. Ừ. Là cho ở trên hát. Nghĩa là con bắt đầu sinh ra lớn lên trong cái không khí của đình làng như vậy. Dạ. Lúc đó bao nhiêu tuổi là bắt đầu con vào đình rồi? Dạ, lúc nhỏ là con ông nội cứ ẩm lên vậy đó. Ông nội con nuôi tính là từ nhỏ luôn. Ừ. Nên là cứ ẩm ra ẩm vô chỗ chơi, con cứ sinh hoạt ở chỗ là nhiều. À, tức là tuổi thơ đó. Dạ. Là ở trong đình là chính. Dạ, cũng có ở nhà nhưng mà đa phần là chơi thì chơi vui trong không đình. Con? Trong đình vui không? Dạ vui. Nó có gì? Có con vui lần. Là có mấy cái chú, hồi đó mấy cái chú con này hồi đó con nhỏ xíu à. Chú tẩn vậy thôi. Mà mấy cái chú mỗi lần là mấy chú bự mà đen mà bặm trợn lắm. Thì thích coi chú, rồi có mấy cái cọc vàng 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 lên, cái vàng á. Leo lên. Mình leo lên cái đứng ở dưới thích. Xong rồi cái con hay trốn trong cái đầu lân chơi. Mấy cái dịp lớn là có đoàn cải lương về hát.
Thì ông nội thả vô trong chơi. Cái con chạy vòng chơi thì thấy mấy cô chú rồi trang điểm mình nhìn thì mình cũng thích, cũng thấy màu sắc rồi cũng thích thì con cứ đi vậy thôi. Mình vui mà. Dạ vui. Thật ra là rất là vui trong ngày lễ hội đó, nào tiếng trống nè, rồi múa hát rồi cúng kiến rồi đúng không? Dạ. Ở trong đình đó thì con có biết đánh trống này không? Dạ không, con nội đánh nè. Ông con nội là đánh trống đội. À con đánh trống đội. Dạ. À lúc nào con mới đam mê từ nghệ thuật? Lúc đó con cũng không biết là đam mê chưa, thì con thấy vậy xong rồi lên tới cấp 1 và con đi tham gia nhà thiếu nhi của thành phố Vũng Tàu. Xong rồi lên cấp 2 bắt đầu con hát không được nữa, tại vì cái giọng nó bị trầm á chứ. Mà mấy bạn hồi xưa là thích giọng cao, thanh, trong veo thì mình nghĩ chắc con không hợp đi hát. Xong lên cấp 3 thì con thấy con diễn kịch diễn được. Xong rồi con cứ diễn hoài con lên tới đại học. Thì con có xin ông nội là cho thi sân khấu điện ảnh. Mọi người không cho thôi học cái khác. Thì cũng hên là con vô trường đại học thì có mỗi câu lạc bộ kịch luôn, thì con tham gia vô đó con diễn kịch, diễn dài tới giờ luôn. Hồi đó con hát được không? Hồi nhỏ là con nghĩ là cấp 1 á, lúc con chưa nghe được giọng con, nhưng mà con nghe mọi người vỗ tay nhiều, nghĩ chắc ổn. Con hát thử đoạn chưa nghe được làm sao. Thiếu nhi là ngày xưa con hát đi ta đi lên nói tiếp bao anh hùng, như quân tiên phong bước trên đường giải phong, tiếng kèn vang bay vào giá thiếu niên nhi đồng đó. Còn là em là búp măng non em lên rồi bây giờ nhạc bolero coi. Nhạc bolero trữ tình coi. Bolero con ông nội con hay nghe bài mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì lòng người. Con tạm nhớ tới đó. Nhạc trẻ con có biết không? Nhạc trẻ cũng buồn. Đâu thử thôi, nhạc trẻ buồn hả? Tình yêu như cánh chim trời vượt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Qua ba thể loại nhạc thì chú thấy con đi diễn kịch là đúng luôn đó con. Dạ. Tình hình nó không có sai sổ gì về âm nhạc đúng không? Dạ. Thành ra là ông nội con chuyển hướng cho con đúng đó. Con có nhớ gì về Lân, về Lý này kia không? Lân là con chỉ nhớ nhiều lắm là con hay trốn trong cái đầu con Lân á. Tại đó con nhỏ lắm. Đó nhỏ xíu con hay trốn vô mấy con chơi. Xong rồi cho ai đi tìm vậy đó, con cứ trốn vô mấy con chơi khi ngủ quên chậm luôn. Ngủ trong đầu Lân luôn hả? Dạ. Tại hồi xưa cái đầu Lân mà của đình á chú Lân nó rất là bự. Nó bự lắm. Vậy thì bây giờ là mình có thể gọi là sống lại cái không khí trong cái đầu Lân được không? Dạ được. Được ha. Ngày xưa đó là chú khoái mấy cái này nè. Là gì á, cái ông Lân chui đây nè. Yeah. Chú làm ông địa. Yeah. Xong rồi cái đi cái người ta cho tiền á là ông địa hốt. Yeah. Xong ra cái mọi người mới chia cho chú á. Rồi chú khoái cái điều này lắm. Rồi sau đó mình rời Định Làng. Theo nghệ thuật như con nói là đam mê, muốn làm ca sĩ nhưng không làm được. Yeah. Xong bắt đầu là diễn kịch. Yeah. Từ lúc học đại học. Dạ. Vậy là con không có học trường sân khấu điện ảnh gì hết? Dạ không, con học trường đại học khoa học xã hội nhân văn. Mà học ngành tiếng Anh. Ủa lạ vậy? Dạ. Con nhớ cái bài kịch đầu tiên là gì không? Đợt đó là tổ chức Noel cho một cái trường mẫu giáo. Thì con đóng cái con tuần lộc. Thì ra cũng không nói gì nhiều. Thì cứ đóng cái con tuần lộc thì cứ chạy tới chị lui vậy thôi chú. Sao người ta mời con đóng tuần lộc kỳ lạ rồi ta. Con lên thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái nào đầu tiên? Nếu mà tính từ nhỏ luôn á chú, là con được đi đầm sen chơi. Với Vũng Tàu là không có. Lúc đó là có ba mẹ với con thôi. Thì ở quận 8. Thì ví dụ lúc nhỏ thì nghe là đầm sen vậy á chú, thì đòi đi. Ba mẹ cũng cho đi. Thì đi xong về cái tối hôm đó con mới nghe là ba mẹ nói ba mẹ bán cái nhẫn cưới. Từ cái giai đoạn đó về sau là con không có đòi thêm cái gì nữa. Bán nhẫn cưới để con đi đầm sen. Lúc đó con nhỏ mà con cảm nhận điều đó. Dạ, con nhiều chuyện lắm. Con nhiều chuyện từ nhỏ rồi. Bắt đầu là mình có một cái hình thành trong đầu là mình phải sống độc lập. Dạ, sống đàng hoàng. Mình phải là không xin tiền ba mẹ nữa. Dạ. Đúng không?
bắt đầu là khó khăn ở đây. Dạ, cái nết của con vậy á, cho nên lúc mà con lên Sài Gòn nó rất là rối. Là lúc đó là con bắt đầu là không ở với ba mẹ cũng lâu. Thì cô con mới là cô với ông nội con là nuôi con. Thì lên Sài Gòn là cô cho 3 triệu. Mà ở nếu mà ai mà học đại học mà khu ở Thủ Đức á chú, là sẽ có một cái kêu là chợ đêm Thủ Đức. Mà nó giống như là một cái trung tâm mua sắm giống như Vincom bây giờ vậy chú. Đầy đủ đa dạng á. Mà mình ở dưới quê mình đi lên mình thấy trời ơi cái gì cũng mua, cầm 3 triệu ra mua hết 2 triệu mấy rồi. Mà còn có 1 triệu mà sống 1 tháng sau đó. Cái con mới nói chết rồi, giờ phải tính phương án thôi. Con đi mua một cái thùng mì, coi như là thùng mì mắc nhất lúc đó là Lỗ Thái. Xong bắt đầu ăn, ăn được mười mấy ngày là thấy không nổi rồi. Cái bắt đầu mới đổi, giống như là một cái gói đó đi đổi hai cái gói khác nó nhẹ tiền hơn, hoặc là một cái gói đó đi đổi cái trứng, một cái gói đó đi đổi hộp sữa, kiểu vậy á chú. Thì con ăn tới ngày thứ 27 là không nổi nữa, là đi ra tùm lum hết trơn. Thật ra thời sinh viên thì ai cũng có những cái ký ức đó hết. Mì tôm ăn không thể nào ăn nổi được luôn. Yeah. Vậy thì bắt đầu chúng ta hình thành bằng cái việc mưu sinh chính cho bản thân của mình. Yeah. Vậy thì tìm cách nào để mưu sinh? Tao có kỳ 3 triệu đầu tiên đó. Sau 3 triệu đầu tiên thì bắt đầu cũng đi dạy. Lúc nhỏ người thích kiếm tiền rồi. Lúc con học cấp 2 là có môn vẽ, người đi hay vẽ giùm bạn kiếm tiền. Vẽ lấy 5-10 ngàn, 2-3 ngàn, lấy đại, lấy đi mua nước dừa, trà sữa, đồ uống hết chú. Xong rồi lên cấp 3 là lớp 11 thì con bắt đầu đi dạy tiếng Anh. Là lúc lớp 10 vô đội tuyển rồi. Thì lớp 11 là dạy 250 một bạn một tháng. Cái tháng đó có khi đỉnh điểm của con là dạy 7 bạn. Cũng bộn tiền á chú. Xong rồi để dành xong rồi con thấy là không được, đi dạy cũng không được. Không có đủ tiền giống như mình mong muốn. Xong con đi mua lại mấy cái chỗ mà phụ kiện vòng vàng nhẫn rồi á chú. Nó sale mình mua lại. Mà nhiều khi những cái chỗ bạn mình không biết mình mua lại, ví dụ mua 10 ngàn mình bán là 25-30 ngàn. Thì cũng có đứa mua thì mình cũng lời, cũng một lời ba. Mà mình cảm thấy bây giờ nếu người ta không sale nữa thì sao? Mà một lời ba thì cũng chưa đã. Cái bắt đầu con bị liên hệ với cái shop bán đồ nữ. Thì người ta lấy hàng ở đâu về thì con bắt buộc phải lấy qua người ta. Thì cũng bán được đó, nhưng mà đồ nữ thì nó mau hết thời. Kiểu bán một thời gian nó bán không kịp và nó qua cái mẫu đó là thôi ôm. Cũng không được, mà mình phải lấy qua trung gian một người nữa thì tiền mình cũng không nhiều nữa. Vậy là con cúp học thứ bảy chủ nhật đi chợ An Đông lấy đồ về bán. Mà lấy một thời gian thì cảm thấy là cái tiền xe mà đi lên đi về rồi tiền ăn vặt á, nó không có bù vô cái tiền lời được nhiều, mình cũng không có lời được nhiều. Vậy là vô tình con gặp một cái anh đó bán làm mở xưởng in. Con mới nói bây giờ em lấy mẫu ở đâu đó, em về anh in, em bán là bán đồ nam. Tức là con trai thì người ta không có quá nhiều đòi hỏi trong cái chuyện mà người ta ăn mặc. Cơ bản vậy thôi là được. Rồi vậy con bán một lời năm. Ôi trời ơi. Trời ơi chú ơi, cái giai đoạn đó là đỉnh cao trong sự nghiệp buôn bán. Con không thèm đi học luôn. Tới mức mà nhà con đánh đập, nó đập cũng vậy à. Đập cũng lầm lì lì vậy á. Không nghe. Cô giáo cũng nói cũng không nghe. Xong tới cô giáo chủ nhiệm. Nhưng mà con sợ cô ấy nhất. Cô cũng nói hay lắm, cũng nói chuyện mà khó thể nào mà chú từ chối được lắm. Nhưng mà cái con đường của con đang rất là đẹp nè. Con làm cô giáo dạy tiếng Anh. Dạ. Yeah. Chú thấy tự hào về gia đình con đó. Tại gia đình thấy mình trở thành cô giáo dạy tiếng Anh rất là giỏi, mà dạy 5-7 em nữa. Rồi từ từ nó nâng lên, tại sao con đi con đường đó mà con chuyển sang mua bán luôn mấy chân vậy? Con vậy đó, chứ con muốn biết nữa. Đại khái là có một cái giai đoạn con rất là thích bán đồ, rất là thích buôn bán này kia nọ chú. Còn con cảm giác cái việc mà con đi dạy á, nó ý là cái giai đoạn đó con nghĩ là nó hơi rập khuôn. Chú coi trình độ tiếng Anh con với trình độ hát con thế nào? Hi everyone, welcome to the show Back to the Memory of Quyền Linh and Ngọc Phước today. Không được chứ bộ. Trình độ tiếng Anh khá hơn trình độ ca nhạc đó. Dạ ổn hơn, ổn hơn định đó. Nhẹ. Thật ra là nếu mà con chọn con đường đó đó là rất là ok luôn. Dạ, ổn định mình. Chú nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giáo đúng không? Dạ. Bây giờ chú sẽ đãi con một cái món ăn ngày hôm nay. Yeah. Tên 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 tên. Nào, ăn đi nào. Dạ, xin. Trời ơi, con nhìn cái này. Nhìn này nhớ gì? Con nhớ hồi học đại học. Ở trường con là nó có một cái quán cơm chay 8 ngàn. Mà nó chỉ có 8 ngàn thôi chú nha. Mà rất là nhiều đồ ăn, một cái hộp cơm đầy dung vậy nè. Rồi đồ ăn. Là mình cứ tự chọn, mình thích món nào mình chọn món đó. Xong người ta gấp bỏ vô. Mà hồi đó đi học mà không có tiền á, là đa phần mọi người chọn cái món đó. Hồi xưa cơm gà xóa mỡ con cũng nhớ cũng mười mấy ngàn. Hủ tiếu gõ cũng mười mấy ngàn. Mà chỉ có cái món đó là coi như là cơ bản mà rẻ nhất mà ổn định. 8 ngàn. Dạ. Yeah.
con ăn đi. Dạ. Bữa cơm chay này chú có 4.000 thôi. 4.000 là gọi là người ta mua thấy chú người ta bớt đó. Dạ. Thấy không? Thật ra chứ giờ mắc hơn không chú? Mắc hơn nhiều lắm. Dạ. Mà cái hộp cơm hồi xưa con thấy nó không được như vậy đúng. Đúng rồi, nó khô hơn. Nó như đạn vậy á. Đúng rồi. Chứ sau này cái đợt năm trước ăn chay một năm á thì tiền ăn chay còn mắc hơn tiền ăn mặn chú. Đúng rồi. Dạ. Cơm chay này nó gắn liền với rất nhiều sinh viên nha con. Dạ. Tức là hồi xưa chú ở ký túc xá gần trường Đại học Giao thông Vận tải á, cơm chay á có 7.000 thôi con. Dạ. Ngày xưa là gì phải không? Rất nhiều sinh viên nói là ăn chay trường luôn. Dạ. Nhưng thật ra không phải. Tại không có tiền ăn mặn. Tại không có tiền ăn mặn thôi. Nó đơn giản như vậy ha. Để chú nhắc nhớ con về cái những cái buổi ăn chay 8.000 đó mà tạo nên một Ngọc Phước ngày hôm nay. Dạ. Rồi sau một thời gian kiếm tiền, rồi chúng ta làm sao đi đến nghệ thuật chuyên nghiệp? Lúc đó con vẫn đang học đại học, xong rồi cũng đi diễn chú. Lúc đó bắt đầu cảm thấy là mình thật sự mình thích đi diễn. Ừ. Cái bắt đầu con đăng ký vô những cái group á, mà có những cái nhóm mà tuyển diễn viên, con đi làm trăm mấy cũng có, mấy chục ngàn cũng có, chạy xuống mình vô diễn 70.000 con cũng đi. Nói chung là con không quan trọng giá nào cũng đi, thì nó không có đủ để mà mình trang trải cuộc sống. Mà lúc đó con đã bắt đầu không lấy tiền ở nhà nữa rồi. Xong rồi con đi làm thêm, con đi chạy bàn, xong rồi con đi giữ em. Ừ. Đi giữ em bé. Giữ em bé nữa hả? Dạ, giữ em bé, làm việc nhà. Ừ. Xong rồi đi làm mẫu cho người ta make up. Mấy bạn mà học make up đó chú, thì thiếu người mẫu, người ta ngồi làm, học rồi đánh này đánh kia đó. Ừ. Cũng làm, đi rửa ly, xong rồi đi làm pha chế quán sinh tố. Bắt đầu cái chuyện đi diễn của mình nó bị những cái kia nó chi phối. Xong rồi con bắt đầu con tập trung để con học cho xong. Học xong rồi đi diễn cũng không được luôn. Ừ. Xong rồi con cũng không muốn đi dạy nữa, con đi làm văn phòng. Lúc mà con làm văn phòng con rất là buồn, con cảm giác như là đáng lẽ mình đừng có nên cương với gia đình mình để mà mình có thể đi làm nghề nó dễ chịu không. Tại vì ý là con thật sự là khi mà con nhìn vô bạn bè con đăng hình đi diễn con rất là buồn. Con nói là con đâu có thiếu cái gì đâu, tay chân con cũng lành lặn mà con cũng biết diễn, nhưng mà là con không biết diễn, nhưng mà tại sao con không có cơ hội, con không có được tiếp xúc với nhiều người. Xong đó con bị cái tâm lý con bị oán trách, con trách gia đình con là tại sao con không được sinh ra con lớn lên ở Sài Gòn để con có cơ hội con tiếp cận với điện ảnh sớm hơn. Xong rồi con nghĩ là có thể là mình không phải là người được chọn trong cái việc đi diễn. Xong rồi con cũng buông, con buông xong rồi cái con vẫn thấy mọi người đăng cái giai đoạn giống như khiến hay sao chú, mọi người đăng hình đi tập đi diễn rất là nhiều. Xong rồi con gọi bạn con ở bên Mỹ khóc ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, khóc hoài, ngày nào cũng khóc mà con cảm giác như con đi làm á, giống như là con đi tù vậy á, nó rất là khó chịu, nó rất là tù túng. Xong rồi anh Võ Đăng Khoa, anh gọi điện cho con, anh nói là bây giờ anh có phim làm web, đi về Tiền Giang quay 4 ngày đi không, đi nghỉ làm luôn. Nghỉ ngang luôn, không nói gì thêm, không viết đơn gì chứ. Nghỉ, gom đồ về qua sau là đi quay. Lúc đi quay thì cũng có một phân à. Mà con cảm thấy là đúng rồi, đáng lẽ con phải kiên quyết với cái chuyện này hơn. Đáng lẽ ví dụ con thích cái gì thì con nên tập trung cho cái đó, con bắt buộc phải chịu khổ. Nếu như mà con muốn cái gì con cũng muốn, con vừa muốn sướng, vừa muốn có tiền, con vừa muốn thỏa đam mê của con, thì rõ ràng cái chuyện đó là không thể xảy ra. Cho nên cái lúc đó là con chấp nhận là con khổ luôn. Coi như là ăn uống cũng keo kiệt ở với người ta, không chơi bời gì hết. Bắt đầu con xin đi diễn nhiều hơn, xin chỗ này chỗ kia, ai cần cái gì là con đi diễn hết. Sao con không tâm sự với ông nội con? Ông mất. Ông nội mất rồi hả? Giá như còn ông nội, chắc ông nội sẽ giúp cho con nuôi cái ước mơ của con nhiều hơn đúng không? Ừ, dạ. Con nhớ có một lần đang đi diễn trong cái Tiếng Tứ Trụ á, thì là điện thoại để dưới. Lúc con diễn xong đi xuống á, là người nhà gọi quá trời. Con cũng không biết vụ gì thì con gọi lại, thì kêu là ông nội mất rồi. Lúc đó là gần 1 giờ sáng mà không còn xe nữa. Con phải nhờ cái bạn đó chở con ra sân bay để mà coi có xe ôm hay không. Thì cũng có một anh chạy xe ôm, mà chạy xe ôm công nghệ. Thì hận hết pin rồi, anh mới dò trong cái ứng dụng á là 658.000. Mà anh không có biết đường đi Vũng Tàu. Con mới nói anh ơi bây giờ là người nhà em mất rồi, bây giờ em chở anh nửa đường, rồi chừng nào anh biết đường thì em chạy, còn không biết thì em chạy luôn. Anh cũng ok luôn. Rồi con chở anh về tới Vũng Tàu luôn. Rồi anh đi về lại Sài Gòn. Lúc đó con cũng không biết là anh về được Sài Gòn hay không, mà con cũng lo. Thì con chạy vô, thì lúc đó là không có gặp được ông nội con lần cuối nữa. Con có hỏi là ông nội có nhắc con hay là như thế nào không,
thì nhà cũng nói là ông nội chỉ nói là muốn bé Mén á nó được may mắn hơn mọi người chút xíu, nó được bình an hơn thôi, tại vì lúc nhỏ nó quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra rồi, thì ông nội muốn là con từ lúc này về sau là chỉ bình an thôi, cũng không có cầu con phải giỏi hay là phải xinh đẹp hay là thông minh giàu có, thì trước lúc này mất là chỉ muốn con bình an thôi. Có nghĩa là người thân nhất mà có thể tâm sự chia sẻ là ông nội của con đúng không? Dạ, hồi đó ông nội lo cho con nhiều, giống như là ông nội rất là kỹ. Con chơi có bông á thì hồi đó con hay bị ngứa răng, tới bây giờ ông vẫn bị ngứa răng, là chơi hay cắn, mà cắn rách là không muốn chơi nữa, là để qua một bên, là ông nội sẽ mai lại cái chỗ đó, nói là đi giặt sạch sẽ là sáng hôm sau là thấy ở chỗ ông nằm. Trước khi ông nội mất á, có bao giờ con nói cái ước mơ của con muốn làm nghệ sĩ, muốn được biểu diễn cho ông nội nghe không? Lúc mà ông nội không cho thì con đã không thi rồi. Sau đó con vẫn đi diễn nhỏ nhỏ nhỏ. Thì lâu lâu ông nội vẫn thấy trên truyền hình thì ông nội vẫn coi. Chỉ là coi thì coi nhưng mà con cũng không hỏi là ông nội có ủng hộ hay không. Nói chung là con ít trao đổi về vấn đề đó. Có thể là trao đổi về những vấn đề khác, về cái chuyện sức khỏe, về chuyện học hành hay là tất cả mọi thứ, trừ cái chuyện đó. Tại con nghĩ là ông nội con không thích, cho nên là con không muốn làm ông nội con phải bận tâm về cái chuyện đó thêm. Thì sau này gia đình thấy con trên truyền hình nhiều thì bắt đầu cũng ngầm ngầm hiểu, lúc đó là không phản đối cũng không ủng hộ, thì cứ vậy thôi. Sau này khi mà từ từ thì bắt đầu nhẹ nhàng với con hơn, hỏi thăm về sức khỏe con nhiều hơn. Hôm nay cũng đã trở thành một người nghệ sĩ cũng nhiều người biết đến rồi, con có muốn nói gì với ông nội con không? Con không biết nói gì hết, con muốn ông nội con cứ ở vậy hoài với con thôi, không biết hắn gì hết. Tại vì con có mình ông nội con là thật sự là rất là gần. Lúc mà con mất ông nội con cảm giác như là con không còn cái gì hết, con cũng không muốn một cái gì khác hết, lúc đó con cũng không muốn bình an luôn. Tới khi mà con đi học ở Sài Gòn có một cái giai đoạn con rất ít về, là tại vì con cảm thấy con không còn một cái động lực nào khác để mà con có thể về quê nữa hết, nhưng mà cũng phải về rút nhang cho nên là con vẫn về. Cái lúc mà ông nội con mất á, được một thời gian thì con về con đứng trước cửa, thường là con đứng ở đó là ông nội con sẽ ra mở cửa liền, là ông nội con hay ngồi ở cái ghế đó. Cái hôm đó con đứng ở đó rất là lâu, con cũng ráng con chờ đợi một cái gì đó, nhưng mà rõ ràng là không ai ra mở cửa hết, thì bắt buộc mình phải chịu cái nó là như vậy. Thì con vô con cũng cái giường ông nội con vẫn vậy, thì con chạy chiếu dưới cái giường đó con vẫn nằm vậy thôi. Chẳng may ông nội mất thì có lẽ cuộc đời con nó cũng sóng gió nhiều. Chú thấy rằng nãy giờ đó là con kể rất là nhiều việc con làm, nhưng mà điều làm đó để vui thôi, chứ đam mê chính vẫn là đi diễn. Nhiều người ta nói trời ơi, lên tivi nhiều, làm nghệ sĩ nhiều rồi sao không thấy tiền bạc đâu hết trơn, mà thật ra có rất nhiều người làm nghệ sĩ có khi nổi tiếng luôn cũng vẫn chưa có tiền luôn. Thật ra chú hiểu rồi đó, bởi xưa chú khi mà chú trở thành một diễn viên điện ảnh, thậm chí lúc có nhiều người gọi chú là ngôi sao điện ảnh rồi đó, chú vẫn ở nhà trọ, không có tiền đóng tiền trọ luôn. Mua cái xe cũng không có tiền mua luôn, còn đi xe mượn không, thí dụ như vậy. Vậy thì á, những người đam mê nghệ thuật chưa chắc có tiền đâu, người ta có thể làm tất cả mọi thứ để người ta kiếm tiền để phục vụ cho niềm đam mê của mình. Đó chính là nghệ thuật, đúng không? Khi lên được sân khấu rồi thì mình cảm giác thế nào? Con có nhớ những cái cảm giác lần đầu tiên con lên sân khấu biểu diễn trước bao nhiêu người không? Lần đầu tiên con diễn là diễn ở trường đại học con luôn. Là lúc con diễn kịch luôn. Là khi mà con bước ra, con ví dụ như đèn nó chiếu thẳng vô cái người của mình, rồi cái màn nó mở ra, rồi khán giả người ta vỗ tay, người ta chờ đợi mình, con cảm giác như lúc đó con có tất cả mọi thứ luôn á chú. Cái cảm giác nó đẹp lắm, mà con cứ muốn đứng ở đó hoài luôn á. Nó là một cảm giác gì nó con không có biết diễn tả, nhưng mà thật sự đó là sướng, rồi sướng nổi gà, sướng rơm người luôn á chú. Rồi sau này con về Thế Giới Trẻ là cái cảm giác nó còn đẩy lên dữ dội nữa, tức là người ta chờ đón mình, con thấy hạnh phúc lắm. Có những lúc là con người ta trên con đường đi trải đầu đầy hoa hồng, ngay lúc đầu cũng chưa chắc là tốt. Nhưng mà chú thấy rằng là khán giả bây giờ họ nhìn con nhiều hơn với gọi là trên live stream bán hàng đó. Đúng không? Dạ, cái lúc tại vì đó... cái ngày nào cũng xuất hiện hết trơn đúng không? Cái lúc mà con livestream con kinh doanh bán đồ sida. Nhỏ con thích đồ sida lắm, rồi lớn lên khi con bán. Những cái năm tháng đầu tiên á, chú đi diễn đoàn kịch nè, hát kịch thành phố nè, đoàn kịch Kim Cương nè, chú đi các đoàn kịch gần như chú mặc đồ sida không? Mà xin lỗi, lúc đó tiền mua được bộ đồ sida là mừng lắm rồi. Cuộc đời chú gắn liền cái đồ sida nhiều lắm á. Sau này con đi diễn con cũng mặc đồ sida chú. Một thời á là
khi mà chú trở thành ngôi sao điện ảnh á, xong có mấy đứa gọi chú là ngôi sao điện ảnh sida. Yeah. Chú chuyên mua đồ sida, đâu có tiền mua đồ đẹp đâu đúng không? Bây giờ vậy nè, chú có mấy bộ đồ sida chú thấy con thử con bán cho chú. Ôi chú ơi, ơi. Chú cho con đàng hoàng bữa lên đúng như hình đi chú. Kể này đâu trời ơi. Đấy. Chú mới mua. Đây. Bây giờ con thử coi. Con làm thử chú coi coi. Con thử con bán giùm chú cái áo cái quần đó coi. Rồi anh trai ơi, anh trai ghé nha, cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Cái vải này mùa hè mặc thì mát, còn mùa đông mặc cực kỳ ấm nha anh trai, dời vô cái coi. Quá đã, nói gì nữa anh trai ơi. Rồi anh trai thấy hàng nút không anh trai? Mình đi làm mình gài nút lại. Mình hết vậy làm tối mình đi đầu mình gỡ nút ra mình cột thấy cái dây này quá đã đời đúng không anh trai? Cái áo này bây giờ em bán cho anh trai 300 nha, nhưng mà riêng anh trai thôi em bán 250. Dễ thương không? Dễ thương quá. Dễ thương, 250 chốt cho anh trai nha. Để lại số điện thoại. Thôi em bán cái này em đợi cũng mấy chục ngàn à. Mình trả 200 đó. Thôi anh trai thôi bây giờ 180 đi. Ủa xuống nữa hả? Con bán vậy đó chú. Nhưng thật chắc là có 150 thôi đúng không? Thật chắc là có 70 quá. Bây giờ cái số từ 2, trả 200 và bán 180 đó là có duyên á. Dạ. Đó là những cái gì mà chúng ta đã trải qua. Yeah. Cuộc đời của con rất là, thật ra chú thấy nãy giờ cũng khó khăn quá đúng không? Một mình lên thành phố Hồ Chí Minh, một mình đi dạy học, một mình là đi diễn kịch, một mình làm tất cả mọi thứ, đi về ông nội mất cũng về của một mình, tất cả đều một mình hết cả. Chú chưa thấy ai một cái bóng nào cùng đồng hành với con cả. Có một ai đó hỗ trợ con điều gì không? Lần đầu tiên con gặp BB Trần là con xin đi theo. Tại anh tìm những gì quần chúng, con nói thôi anh cho em đi theo. Em diễn em không lấy tiền đâu, chứ em đi theo thôi, tại em thích lắm. Bây giờ con với BB với anh Triều rồi là cũng chơi với nhau, mà cả chị Khánh Như nữa. Thì mọi người hỗ trợ con rất là nhiều, kể cả những cuộc thi, kể cả là trong cuộc sống của con, những vấn đề cá nhân, những quản lý của con bây giờ cũng vậy. Tức là mọi người rất là thương con. Những cái nhưng mà con có được bây giờ là một phần là nhờ mọi người. Nếu mà không có mọi người là cũng có con. Nhờ bạn bè. Dạ. Rồi sao con về sân khấu trẻ? Dạ con cũng live stream bán đồ sida. Xong rồi anh Hùng, anh Ngọc Hùng lúc đó là quản lý của sân khấu Thế Giới Trẻ. Thì cũng mấy anh chị cũng nói thêm vô, chim chim vô cho con mấy từ. Thì con về con diễn. Về con diễn này đầu tiên là đúp vai. Đúp cũng mấy vở chú. Học mà khi học không kịp luôn á. Đúp. Xong rồi ảnh cho vai nhỏ trong cái tuần kia. Xong vai lớn hơn. Thì Tết năm đó là 2018-2019 gì á, là con diễn một chính một vở chung với BB với Hải Triều. Tức là con giờ chuyên diễn hài, có bao giờ có những cái vai mà con đóng chính kịch không? Dạ có, con vẫn đóng chính kịch, là có một cái tuần ở trong sân khấu là con đóng chính kịch luôn. Con có một đoạn nào đó trong một vở kịch nào mà con thích không? Một cái độc thoại nào đó? Con chưa được có cơ hội diễn độc thoại chú. Diễn một mình rất là hay con. Dạ. Người ta gọi là monologue hay là độc thoại hoặc là diễn một mình á. Dạ. Con thử xem một lúc nào đó con tìm một cái vai diễn nào, một đoạn độc thoại nào đó con diễn thử một mình. Dạ. Độc thoại ví dụ như là: Thang ơi, tội ác của ta thật thối tha dơ bẩn, uế khí bốc tận trời cao, một điều nguyền rủa từ lâu đè nặng đến tội ác của ta. Tại sao lại như vậy? Trời ơi, tại sao? Làm sao vậy? Tại sao là tôi à? Không, được như vậy. Thí dụ như thế. Tức là con bộc lộ hết tất cả những khả năng của mình ở trong cái độc thoại đó. Dạ. Bây giờ thì chú sẽ điện cho Ngọc Hùng. Hả? Dạ. Con có nhớ số anh Ngọc Hùng không? Con gọi Facebook anh Hùng thôi. À, giờ dạ. Con gọi cho anh Ngọc Hùng đi. Dạ. Ủa? Anh Hùng nè. Sao? Sao? Ngọc Phước sao? Sao? Tôi sao? Thì tôi đang ngồi với lại hả chú Linh nè. Em chào anh Linh. Chào Ngọc Hùng. Bây giờ Quỳnh Linh đang trong chương trình Du Hành Ký Ức. Trong đó có nhắc về một trong những người mà có thể hỗ trợ trên cái con đường nghệ thuật của Ngọc Phước. Nhắc đến Ngọc Hùng ha. Cái cơ duyên mà Hùng đưa Ngọc Phước về là mình phát hiện ra trên live stream hay là sao, ai giới thiệu Hùng? Qua những cái chương trình mà em biết Phước ở trên mạng, và cũng như là Phước đi phụ diễn cho các bạn diễn viên, thì em bắt đầu chú ý. Em quyết định là em sẽ mời Phước về sân khấu Kịch Thế Giới Trẻ để công tác và phát triển cho Phước và những cái vai diễn phù hợp để cho Phước có thể bộc lộ nhiều hơn khả năng của mình. Đó là những cái vai diễn đầu tiên, thì em sẽ tận dụng những cái sở trường của Phước cho những cái vai diễn của mình. Anh nãy giờ anh thấy Phước không có được ai chỉ biểu diễn gì hết trơn á.
Vậy thì dạ, khi về diễn nó có gặp khó khăn gì không, hay là em nhận xét về Phước diễn như thế nào? Dạ, dạ, thực ra thì Phước là một cái diễn viên mà gọi là có gọi là cái tài năng bẩm sinh anh. Tức là cái khả năng diễn xuất bẩm sinh, nhưng mà tất nhiên là Phước không học qua trường lớp thì tất nhiên Phước sẽ có những cái mà chưa có được bài bản. Nhưng mà khi mà Phước về với sân khấu kịch thế trẻ thì Phước là một cái diễn viên rất chịu học hỏi. Tức là ở sân khấu kịch thế trẻ có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, giống như nghệ sĩ Thị Bồng Quốc hay là nghệ sĩ ưu tú Đàm Loan, thì Phước cũng sẽ học hỏi được cái cô chú anh chị đi trước và cả những người bạn diễn của sân khấu kịch. Là Phước luôn luôn, ví dụ sau mỗi xuất diễn Phước là luôn hỏi là em diễn như vậy được chưa, hoặc là em cần phải thay đổi như thế nào. Nghĩa là Phước có một cái tinh thần cầu tiến, nên chính vì vậy mà mỗi ngày Phước phát triển nhiều hơn nữa. Và thậm chí là em cũng động viên Phước là khi mà có những cuộc thi giống như là cuộc thi Cười Xuân Việt thì em cũng động viên Phước là em tham gia đi, mặc dù có Phước thật ra là có đem thi hay không, nhưng em cứ nói Phước là em cứ tham gia đi, thì những cái cơ hội đó cũng sẽ cho em được rèn luyện cái khả năng diễn xuất của em nhiều hơn nữa. Cảm ơn đạo diễn Ngọc Hùng ha. Nhà Ngọc Hùng cũng đã tạo nên một tên tuổi của một nghệ sĩ trẻ. Cảm ơn Hùng rất là nhiều nha. Đây, dạ, chào Phước đi. Bye bye anh Hùng nha. Dạ, rồi chúc em thành công nha. Trời, lịch sử em không quen. Bye bye anh Hùng nha. Con ước mơ điều gì trong nghệ thuật? Cái này là ước mơ của con, mà con cũng hay, lúc mà đốt nhang tổ con cũng hay nói. Con nói là bây giờ con cũng sẽ cố gắng, thì tổ cho con đi được ngày nào thì con đi ngày đó thôi, con không có đòi hỏi gì thêm. Thì cái này nó cũng là ước mơ của con tới thời điểm bây giờ, là thôi thì cho con đi diễn ngày nào thì tới được ngày nào thì con mừng tới ngày đó thôi. Theo chú thì con sẽ đi suốt cuộc đời đó, bởi cái máu lửa của con với nghề đó nó có. Nghệ thuật nó giống như một ánh đèn, và những con thiêu thân đó, nó biết vào đó nó cũng chết nhưng cứ lao vào đó. Bởi đó là sự đam mê rồi. Đam mê ngay chú cũng vậy nữa. Không hiểu tại sao một người nông dân làm ruộng mà mình cứ lao vào trong nghệ thuật. Mình biết rằng tấm màn dung đó nó xa mình lắm, không bao giờ đụng đến đâu, nhưng cuối cùng mình vẫn ước mơ đạt tới cái tấm màn dung đó. Thôi thì ngày hôm nay là một ngày mà chú nghĩ rằng con sẽ có thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Trở về những ký ức ngày xưa để lấy những ký ức đó làm năng lượng cho mình trong cuộc sống hiện tại. Chúc cho một Ngọc Phước sẽ thành công hơn nữa, có nhiều vai diễn hơn nữa, có nhiều tác phẩm hơn nữa, thổi vào tâm hồn của mình thật nhiều cái năng lượng tích cực hơn nữa. Để có thêm nhiều nụ cười hơn nữa, nhiều niềm vui hơn nữa, nhiều cảm xúc hơn nữa để gửi đến khán giả của chúng ta. Khán giả yêu quý chúng ta nhờ cái năng lượng đó. Cảm ơn chú. Con cũng cảm ơn chương trình Du Hành Ký Ức, cảm ơn khán giả, tại vì nếu như không có chương trình này thì chắc con cũng khó gặp chú. Gặp chú cũng là coi như là một cái may mắn, một cái cơ duyên. Hôm nay con khóc hơi nhiều nên cũng thôi kệ đi. Không sao. Những giọt nước mắt đó nó cũng sẽ là những ký ức không bao giờ quên đối với con. Mà còn được khóc với chú Quyền Linh nữa chứ. Và biết đâu hôm nào đó chú Quyền Linh với con lại dẫn chung một chương trình, con là MC thì sao? Thưa quý vị, hãy trở về với ký ức. Hãy lấy ký ức đó làm động lực cho mình, làm khát vọng cho mình, làm niềm tin cho mình để bước tới con đường tương lai của mình. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và chắc chắn rằng ai cũng có những ký ức của mình cả. Hãy giữ lấy những ký ức nha, những ký ức thật đẹp. Cảm ơn Ngọc Phước rất nhiều.